Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xế Ngọng Vlog. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn một mẫu xe mới của Genly, thương hiệu xe top đầu trong ngành công nghiệp ô tô nội địa tại Trung Quốc với tên gọi Genly Icon. Vào tháng 2 năm 2020, tại Hàng Châu, Trung Quốc, Genly Auto đã chính thức ra mắt chiếc SUV cỡ nhỏ mới nhất của mình, Genly Icon. Mẫu xe được rất nhiều người tiêu dùng mong đợi với hơn 30.000 đơn đặt hàng trước giờ ra mắt qua hệ thống đặt hàng trực tuyến. Genly Icon vẫn giữ đúng với thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu concept Icon của Genly được giới thiệu tại triển lãm ô tô Bắc Kinh 2018. Mẫu xe đã phá vỡ xu hướng thiết kế SUV truyền thống với đặc điểm thiết kế là ít hơn là tốt hơn, với hai biến thể chạy xăng và hybrid. Với biến thể chạy xăng có 4 phiên bản có giá từ 9,98 đến 12,58 vạn tệ, tương đương với 370 đến 463 triệu Việt Nam đồng. Với biến thể hybrid có 5 phiên bản có giá từ 10,9 đến 13,2 vạn tệ, tương đương với 403 đến 490 triệu Việt Nam đồng. Với kích thước 4350 x 1810 x 1615 và chiều dài cơ sở là 2640 mm. Về động cơ, Genly Icon được trang bị động cơ 1.5 turbo phun xăng trực tiếp. Với phiên bản chạy xăng cho công suất cực đại là 170 mã và mô men xoắn cực đại là 255 Nm, với hộp số 6AT cho phiên bản thấp nhất và hộp số ly hợp kép 7 cấp cho các phiên bản còn lại. Với phiên bản hybrid được trang bị hệ thống điện hỗn hợp thông minh 48V BSK cho công suất cực đại toàn diện là 367 mã, mô men xoắn toàn diện là 555 Nm và hộp số ly hợp kép 7 cấp. Về ngoại thất, cụm đèn pha được bố trí theo hình vòng cung vô cực, biểu tượng của thời gian, tạo nên một thiết kế độc đáo. Bố trí đèn pha không chỉ hấp dẫn về thị giác mà còn cải thiện hiệu quả ánh sáng, tăng thêm 30% và mở rộng tầm nhìn trên đường lên đến 165m. Với thiết kế theo chiều dọc và hình khối nên bề mặt thân xe được thiết kế đơn giản và tinh tế hơn rất nhiều. Mặc dù tối giản về hình ảnh nhưng Icon lại tập trung vào công nghệ với tay nắm cửa thông minh bật ra khi người dùng tiến lại gần và thu lại khi họ đi ra khỏi xe. Bước vào trong xe, nội thất được thiết kế đơn giản nhưng đậm chất tương lai với hai màn hình lớn được sử dụng hiển thị đồng hồ và hệ thống trung tâm. Với các hộc để đồ, bảng táp lô và cửa điều hòa đều được thiết kế đơn giản nhưng hiện đại. Ngoài ra, màn hình 10,25 inch kép được sử dụng công nghệ truyền dữ liệu LVPS để thực hiện các chức năng tương tác màn hình kép. Từ hai màn hình nội thất và thiết bị điện thoại di động, người dùng có thể tương tác với Icon và kết nối với thế giới thông qua hệ thống thông minh GQi Genly. Thêm nữa là Icon còn được thêm chức năng sạc không dây cho điện thoại di động. Về thiết bị an toàn, tất cả các phiên bản của Icon đều được trang bị hệ thống giới hạn tốc độ, hệ thống ABS, hệ thống EBD, ESC và hệ thống hỗ trợ phanh BA, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống ESS, hệ thống hỗ trợ đường dốc, hệ thống phanh EPB, Isofix và rất nhiều trang thiết bị khác. Với các phiên bản cao cấp hơn, Genly còn trang bị thêm cho xe các thiết bị về hệ thống an toàn như hệ thống hình ảnh toàn cảnh 450 độ với hình ảnh phối, thêm khung gầm, hệ thống nhận dạng thông minh và nhắc nhở giới hạn tốc độ giao thông, chìa khóa Bluetooth điện thoại thông minh và rất nhiều các trang thiết bị an toàn nâng cao mức khác. Trên đây là toàn bộ thông tin mình tìm hiểu được về mẫu Genly Icon. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like, một subscribe và cũng đừng quên tích chuông để không bỏ qua những video mới nhất của bên mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.